Hello hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh giày Si Hiểu nha. Hôm nay gửi tới cả nhà vài siêu phẩm thôi, rất đẹp nhưng mà giá thì rất là bình dân nha cả nhà. Đầu tiên đó là một cái đôi giày loafer tới từ nhà Salvatore Ferragamo. Em này là một trong những em vẫn đang on web nha, và sở hữu một cái tông màu quá đẹp và một cái khóa ở trên mu rất là nổi bật và đặc biệt hơn so với những cái khóa khác của nhà Ferrari mình hay thấy ha cả nhà ơi. Cái khóa của em này cũng là hai bên là hai cái hình móng ngựa nha, hai bên hình móng ngựa này, nhưng mà nó nối với nhau bằng một cái kiểu như sợi xích ở giữa này, lắc kê vàng nha, và các chữ Ferrari đây này, đẹp lắm nha, cực kỳ nhỏ nhưng mà sắc nét lắm, rất là đẹp và độc luôn. Cái khóa này em cũng mới thấy lần đầu luôn và tra web thì thấy em này đang bán khoảng hơn 700 đô nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Tông màu đỏ, màu này cũng rất là lạ luôn, lên chân thì nó một chút là nổi thôi, nhưng mà nó thực sự là nhìn kỹ thì nó không có quá nổi đâu, có một cái nét cá tính riêng nhé, đẹp lắm cả nhà ơi. Cái màu da này lạ nè, và nó không có đụng hàng nữa, thêm cái khóa lắc kê vàng nữa thì thôi rồi ha, da đẹp quá trời luôn cả nhà. Và đế của em này thuộc cái dạng đế mỏng nha, đế mỏng, đế dòng loafer mỏng nha, dễ mang lắm và nó rất là vững vàng luôn. Em này đế này tình trạng nó còn mới tinh nha, đế da phía sau gót của nó là chưa mòn là bao nhiêu, và cái chữ Ferragamo còn nguyên nha cả nhà ơi. Và đôi này thì em cũng chưa làm gì, em để nguyên cho cả nhà thấy cái bộ đế nó mới nha, đế da và nó khâu rồi. Bây giờ cả nhà thích thì dán thêm miếng topi thôi, còn không thì để nguyên cũng vậy nha. Em này nè, Salvatore Made in Italia, cái tem bên dưới còn nguyên này cả nhà. Đó, quá uy tín luôn rồi, rất là đẹp. Một cái đôi loafer phải nói là độc lạ và quá đẹp luôn nha cả nhà. Tông màu hết sức là phải nói là có cá tính luôn nha, đẹp quá trời luôn này. Đó, anh nào mà hợp với cái màu đỏ này á, thì hốt cho em nha, cái khóa này không thôi là cũng đáng tiền rồi nha. Lắc kê vàng nha cả nhà, giá vàng đang lên cao lắm nha, kẹt tiền mình cắt cái khóa mình bán cũng được ha. Đấy, quá đẹp luôn. Em này size của nó là size 415 nhé, và mã chốt hàng là B5352. Em bán đôi này 3 triệu 3 thôi, quá rẻ luôn cả nhà. Một đôi giày phải nói là rất là đặc biệt và cá tính, em bán cho 3 triệu 3 thôi, rẻ quá cả nhà ơi. Rồi tiếp theo một em hàng khủng nữa tơ gửi tới cả nhà, một em giày derby cá sấu Nam Mỹ cả nhà ơi, cá sấu thật nha cả nhà. Và đây là một cái phần da mà hãng chọn hết sức là ngầu luôn. Cả nhà nhìn hai cái mũi của nó thôi, hai cái gù của nó thôi là thấy phê rồi nha. Hãng đã cố tình chọn những cái miếng phần gù này có cái nhô lên rất là đỉnh để làm cho cái mũi này nó thêm phần ngầu ha, rồi thêm ở trên cái mu này những cái vân cá sấu này, rất đẹp và có phải nói là có cá tính luôn. Anh nào là fan của những cái dòng da cá sấu thì đừng bỏ qua đôi này nha cả nhà, em này quá đẹp luôn. Và chất da cá sấu này thì khỏi chê. Phía sau á, là phía sau gót á, thì hãng lại chọn những cái vảy này. Đó, rất là đẹp và độc luôn cả nhà nha. Em để chậm lại cho cả nhà mình ngắm nhìn những cái vân của cái đôi này á, nó rất là đẹp và độc luôn cả nhà ơi, thật sự là rất là đẳng cấp luôn. Anh nào là fan của cá sấu thì hốt em này cho em đi, nhìn ngang nhìn dọc nhìn đâu cũng thấy những cái phần da mắt cá sấu nó đẹp quá, đẹp quá, đẹp luôn, quá đẹp luôn. Và nó rất là lên chân, rất là cá tính luôn nha. Đế này, đế phần bên trên là cái phần lót chống trượt của nó là zin nha cả nhà, có tên của thương hiệu luôn này, Sachi này cả nhà nha, là zin của nó nha, và nó may luôn này, may full luôn rồi nên là không sợ bong keo hở đế gì hết. Cam kết cả nhà đây là miếng zin của hãng nha, không phải của em. Phía sau thì em mới dán thêm để chống trượt cho nó đồng bộ này cả nhà nha, còn bên trên là zin của nó rồi, quá đẹp và độc luôn và chỉnh chu rồi, mình chỉ việc mang thôi nha. Những cái đôi này thì chắc khó đụng hàng lắm cả nhà ơi. Lót zin này, sát chi bên trong màu da màu đen luôn nhé cả nhà. Cả nhà có thể là ngắm nhìn này, một cái đôi derby cá sấu độc lạ và rất là nhìn rất là uy lực luôn nha. lên chân thì không sợ đụng hàng đâu, cam kết với cả nhà luôn. Những cái vân cá sấu của nó đẹp lắm cả nhà nha, và hầu như là nó không có chảy xước gì hết nha. Em này size chuẩn là 40 hoặc 40.5 đi vừa nè, và mã chốt hàng là B56. Em bán đôi này 2.9 triệu cho các anh chơi nha, rất rẻ cho một đôi giày cá sấu. Với những cái vân gù như thế này thì nó rất đẳng cấp nha, đẳng cấp hơn những cái vân mà nó không có gù nha cả nhà. Những cái vân mà nó bằng bằng như thế này nè nó sẽ rẻ hơn nhiều nha, quá rẻ luôn cả nhà ơi. Rồi tiếp theo gửi tới cả nhà một đôi giày xịn sò nữa tới từ nhà Ferrari. Em này là một em loafer của nhà Ferrari và sở hữu cái da ta gai nha cả nhà. Da ta gai thì xịn sò hơn da trơn, về khả năng chống trượt là về khả năng chống gập của da ta gai đều tốt nhá, và nó đắt hơn là da trơn nhá cả nhà. Em này thì sử dụng cái khóa cũng rất là có cá tính nè, hai bên là bằng chất liệu kiểu như là bằng nhựa cả nhà, ở giữa thì bằng hợp kim titan nha, và có khắc chữ Ferrari nho nhỏ ở hai bên hông này đó, rất là đẹp luôn. Một form loafer màu đen và rất dễ mang, rất dễ phối đồ luôn nha, đẹp lắm cả nhà ơi. Da ta gai thì cả nhà nhìn này, những cái vân da ta gai của nó rất đều và đẹp luôn, và khả năng chống chảy xước thì miễn chê, rất là đẹp và mình rất là tiện luôn, mình chỉ việc mang vào là đi thôi nha. Tất cả những cái phần bên trong bên ngoài da của nó đều còn rất tốt luôn, form dáng thì rất là trẻ trung và dễ mang nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể quan sát là cái form của nó là đẹp quá trời đẹp luôn, màu đen rất dễ mang. Bộ đế này, đế thì em đã dán chống trượt trước và sau cho cả nhà luôn rồi, cả nhà chỉ việc mang nha, và thậm chí là may luôn rồi này, may luôn rồi, rất là bền luôn nha. Đế da Salvatore made in Italia này cả nhà nha, size 6 1/2, rất xịn sò luôn. Đó, những cái đôi mà chỉnh chu như thế này thì cả nhà chỉ việc mang thôi. Em này size của nó là 40.5 nhá, và mã chốt hàng là B52. Em bán 2.9 triệu thôi. Những cái đôi da taga thì sẽ đắt hơn những đôi thường nhá, nhưng mà em vẫn bán giá bình dân thôi. Lót jean nha cả nhà ơi, lót jean nè, Ferragamo made in Italia này nha, jean luôn, lòng lót đều còn mới và rất là đẹp, không cần sutri nha. Đôi giày nó vẫn rất đẹp nha cả nhà. Những cái đôi xịn thì nó sẽ giữ form rất là ok luôn, mình chỉ việc xỏ chân vào đi thôi nha, và khi mà vào chân rồi thì cảm giác nó fit cái chân lại rất là sướng luôn. Rồi tiếp theo là một em giày Bally một em mocha tới từ nhà Bally. Em này có một cái nét đẹp cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi, sở hữu tông màu nâu đậm nhá, và có hai cái khóa logo của nhà Bally chữ B này, viết tắt của nhà Bally nha, nhưng mà ở đây thì nó có dọc nguyên chữ Bally này, đẹp lắm nha cả nhà, nhẹ nhàng thôi. Chữ Bally của nó màu lắc kê vàng á, nhưng mà có phần nó bay bạc một chút rồi nha cả nhà. Đó, em quay cận cảnh cho cả nhà thấy này, nhưng mà da thì còn rất là đẹp luôn, mịn màng và quá ok luôn nha cả nhà. Này, hầu như là chảy xước rất ít nha, da của dòng Bally thì quá đã rồi, khỏi chê nha. Những anh nào mà đã đi Bally rồi thì biết rồi, rất là sướng luôn cả nhà ơi. Đó, đây là cái dòng đế đặc trưng của nhà Bally này, Bally 1851 này cả nhà nha. Đó, phía sau gót còn quá đẹp luôn. Đôi này thì cái đế của nó mòn chút xíu cả nhà nha, có mòn nha cả nhà. Đó, em quay cận cảnh để cả nhà thấy này, nó có mòn nha, nhưng mà phần da thì vẫn rất ổn áp, và đế của nó thì vẫn còn đi được rất lâu nữa nha cả nhà. Mòn thôi nhưng mà không sao. Em này size của nó là size 43 và mã chốt hàng là B55. Em bán đôi này 1.8 triệu cho các anh chân to nha, 43 cả nhà ơi. Lót jean này, đi rất là êm chân và sướng luôn. Bally này cả nhà nha, lót jean Bally này, lòng trong và rất là đẹp nha cả nhà. Cái form mocha này, chắc chắn là không có cái shop nào bán rẻ hơn em rồi. Đôi này cái lắc kê nó mòn vàng chút xíu và đế nó hơi mòn nên em bán rẻ cho cả nhà mang nha. Còn phần còn lại da rẻ thì còn rất là ngon lành luôn. Anh nào vừa chân thì nhắn tin cho em nha, 02921967567 nha cả nhà. Rồi em gửi tới cả nhà một em hàng siêu khủng Em này là một cái đôi boot, phải nói là nó thiết kế quá đẹp luôn cả nhà nha. Tông màu đen và cái da tấm nguyên miếng của nó thực sự là đẳng cấp và chất lượng lắm. Đó, cả nhà nhìn cái form dáng của nó này, miếng da tấm nguyên miếng nó làm, nó che nguyên cái phần này là cả nhà thấy không? Quá đẳng cấp và xịn sò. Một cái đôi giày bút mà nó thiết kế khá là đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng mà lên chân thì cực kỳ manly và phải nói là đẳng cấp nha cả nhà. Đôi này nó tới từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng này, với hình con đại bàng nha, thương hiệu Giorgio Armani của Ý nha cả nhà. Đấy, quá xịn luôn. Nhìn cái phần da và thiết kế cái khóa chéo của nó thôi là thấy quá đẳng cấp rồi nha cả nhà. Những anh nào mà vừa chân đi mô tô chơi những dòng bút thì đừng bỏ qua đôi này. Đó, cái khóa của nó này, cái dáng và cái da này, cam kết với cả nhà đôi này da nó xịn và nó phê lắm. Nhìn thôi là đã thấy yêu rồi nha cả nhà. Này, cả nhà nhìn cái da của nó đi, bóng láng và căng mịn luôn nhá, sướng lắm cả nhà ơi. Và cái form của nó này, nó vuốt đẹp, quá đẹp luôn á. Đôi này đế của nó nha, đế zin này, đế zin và mới lắm, mòn ít thôi, mòn ít nha. Ở đây có dọc thương hiệu của nó luôn này, mòn cực kỳ ít này. Giorgio Armani size 10 nha, size 10 là tương đương với 44 nha cả nhà, 44 nè. Và mã chốt hàng là B57. Em bán đôi này 2.2 triệu nha cả nhà. Size hơi to em bán rẻ nha. Phần trên là phần cao su mềm và êm, chống trượt luôn này. Đó, rất là xịn sò và độ mới là hoàn hảo nha. Cả nhà nhìn cái đế là biết rồi nha cả nhà. Phần bên trong là da của nó là full da luôn, đã lắm cả nhà ơi. Trời ơi, em này made in Serbia nha cả nhà, rất là hiếm luôn. Đó, anh nào mà vừa chân thì hốt đôi này cho em đi. Đôi này rất là hiếm và quá ngầu luôn. Rồi, và tới các anh một đôi giày Salvatore Ferragamo nữa nha. Một đôi loafer ấn tượng với hai cái khóa Gancini to chà bá luôn nha. Cái dòng khóa Gancini này thì nó có cái độ to và độ dày hơn những cái khóa khác nha cả nhà, của nhà Ferrari nha. Những cái khóa khác thì nó sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng mà những khóa đời mới thì nó sẽ có cái độ to và độ dày như thế này á, nhìn nó uy lực hơn nhá. Em này khóa màu trắng và nó nổi bật lên trên cái tông màu đen của đôi giày nha. Toàn bộ em này màu đen, chỉ có khóa nó màu trắng thôi. Và da của nó thì quá mịn màng luôn, quá mịn màng và mượt mà luôn nha cả nhà. Đẹp quá trời luôn này, hầu như là nó chảy xước cực kỳ ít. Và form này thì thôi rồi khỏi chê ha. Da này, da nó mượt mà và mịn màng, căng bóng luôn cả nhà ơi. Lên chân đi thì rất là sướng luôn, nó ôm chân và nó cảm giác rất là thoải mái nha. Ferrari này, nó dập cái chữ Ferrari nhỏ xíu ở đây này, đã lắm cả nhà. Nhìn lên mới thấy cái độ tinh xảo của một cái đôi giày hiệu nó đẳng cấp lắm. Da này, dáng là quá đẹp luôn nha, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, da thì khá là dày ha, đẹp quá trời luôn nha. Rồi, em này thì đế của nó này, Salvatore made in Italia nha, đế da khâu nha cả nhà. Và em dán chống trượt trước và sau luôn cho cả nhà hết rồi này, rất là đẹp và chỉnh chu rồi, cả nhà chỉ việc mang luôn. Em này em giới thiệu size luôn là 42 và mã chốt hàng là B50 nha. Em bán 2.7 triệu cho các anh, quá rẻ cho một đôi giày loafer nữa tới từ nhà Ferrari, lót zin Ferrari nha, đã lắm, mới lắm, có độ mới rất là cao. Và cái độ dày ấy, đôi này cái độ dày của nó cả nhà thấy không, nó may 2 lớp da luôn nha, 1 lớp này, 2 lớp này, dày lắm, đi lên chân ôm và rất là sướng luôn này. Đó, nhìn ra là thấy phê luôn rồi. Cái giá của nó cũng vậy nha, cái khóa của nó thì thôi rồi, rất ấn tượng nha cả nhà. Đấy, đẹp lắm. Đôi này em bán giá cũng rất là rẻ cho các anh chơi rồi. Rồi, gọi tới các anh một đôi giày loafer của nhà Bally. Em này thì lại sở hữu một cái làn da non, nó mềm nhũn nha cả nhà, nên là nó sẽ có những cái vết nhăn ở đây. Và cái khóa của nó thanh mảnh, dễ thương lắm, có chữ Bally ở giữa này, màu trắng nha, màu trắng. Và nó trên cái tông màu đen của đôi giày tổng thể luôn á, nên là nhìn rất là nhã nhặn và đáng yêu nha. Form cũng rất là dễ mang luôn, nó thon bầu, dễ mang nha. Đôi này thì hợp với các anh tuổi trung niên hơn. À, đẹp và độ mới còn rất là cao nha cả nhà, da rẻ cũng như là tất cả mọi thứ của đôi này đều rất là ổn luôn. Phía sau gót thì nó may điệu này, đây là đường chỉ nha, đường chỉ thôi. Đó, rất là đơn giản, nhẹ nhàng, độ mới cao, quá cao luôn nè cả nhà. Đế em này là đế da khâu này, đế gia khâu Bally Switzerland nhá. Và thậm chí là cái phần chống trượt bên trên là zin của nó này, nó dập luôn thương hiệu Bally của nó trên đây luôn. Quá đẹp luôn, cả nhà thấy cái đường may của nó đều rất là đẹp luôn, quá xịn sò luôn nha. Và cái đế của nó mòn rất là ít, một cái đôi giày rất là đẹp và chỉn chu luôn. Đế của nó cái màu này cũng đẹp quá cả nhà ha, màu nâu ngà ngà này. Size 6 nhá, size 6 là tương đương với size 40. Ây cha, cái lót của nó này Bally jean lòng trong, thậm chí còn tem luôn nha, còn tem luôn, độ mới cao nha cả nhà. Một cái mẫu cũng rất là dễ thương dành cho các anh tuổi trung niên, dễ mang dễ xỏ nha. Em này thì size 40 em giới thiệu rồi, và mã chốt hàng là B54, em bán 1.900.000 nha, độ mới cao lắm cả nhà nha. Nhìn cái đế này, cái gót này, cái da này, dáng là còn rất đẹp nha, 1.900.000 luôn cả nhà ơi, em bán rẻ luôn. Rồi cuối cùng là một em cá sấu, nhưng mà rất là ấn tượng với một cái thiết kế tới từ thương hiệu của Italia nha. Em này là một cái chất liệu da cá sấu vùng bụng nha cả nhà, nên là những cái vân của nó khá là to này, cả nhà có thể thấy là khá là to, khác so với cái đôi lúc đầu là có rất nhiều những cái gù nhé, những cái gù này, những cái gù ghề. Thì đôi này nó chọn một cái phần phần bụng nó không có gù nha cả nhà, gù này ở phía sau đuôi các kiểu này, còn đôi này thì là ở phía bụng á, rất là ấn tượng luôn nha cả nhà. Những cái vân to và rất là đều và đẹp luôn, nó không biết là lựa kiểu gì với cả nhà, rất đều và đẹp luôn này. Một cái form lopper rất là độc lạ nữa, cái phần mu của nó là trơn, không có hoa văn họa tiết gì, nhưng mà bên trên cái phần lưỡi gà thì nó có hai cái kiểu như là hai cái chuông mà nó bằng inox này, inox với sắt gì cả nhà. Đó, có cái màu kiểu này đẹp lắm. Đó, nó treo lủng lẳng ở trên mu này, đẹp lắm cả nhà ơi, và rất là độc. Em này thì tới từ thương hiệu Zanotti made in Italia nha, một cái thương hiệu đầy chất chơi và nghệ sĩ của người Ý, và khá là đắt nha cả nhà. Thấy những cái vân của nó này, cá sấu thật nha cả nhà, chứ không phải cá sấu giỏm nha. Đẹp lắm cả nhà ơi, không những thật mà nó còn chọn những cái phần da nó cực kỳ đều và đẹp luôn, nhìn giống như những cái ô vuông caro đều, đẹp quá đẹp luôn nha. Đôi này tình trạng nó còn rất là mới luôn, đế không mòn bao nhiêu này, Zanotti made in Italia, size 41 này cả nhà nha. Cực kỳ đẹp luôn đó, đặc biệt luôn, đế da độ mới quá cao luôn. Anh nào thích thì em sẽ dán tặng cái miếng chống trượt phía trước nha, còn không thì để nguyên zin như vậy để đi thôi, đẹp quá rồi cả nhà ơi, không cần phải bàn tới rồi. Về form dáng, về thiết kế, về da, tổng thể nó quá đẹp rồi. Lót jean này Zanotti đẹp lắm cả nhà, và lâu lâu thì em mới có một đôi thôi. Thương hiệu này cũng đặt đắt đỏ lắm của Ý nha, không dưới 1.000 đô cho đôi này đâu, da cá sấu mà, quá đẹp luôn. Form dáng độc lạ và màu sắc thì khỏi chê, chắc chắn là không đụng hàng rồi. Em này thì size chuẩn 41 nha, size chuẩn 41 luôn, và mã chốt hàng là B53. Em bán đôi này 4.200.000 nha cả nhà, 4.200.000 nha. Rồi anh nào thích cá sấu nào thì nhắn cho em nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai nha.